Hello, chào mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV. Anh chị em nhìn xem, anh chị em ngắm xem, rất nhiều điện thoại đẹp, giá rẻ, cực chất cho anh chị em đây. Hôm trước mình có đăng lên con iPhone 11 và con iPhone XR. Con iPhone 11 này mình đăng lên là 1 triệu và con iPhone XR kia là mình đăng lên 800. Thế mà vẫn có anh chị em mà hỏi anh ơi có dùng được không, có nghe gọi được không, có bypass được không. Và xin thưa với anh chị em bà con cô bác là không dùng được nhá. Đây là nó bị dính ngày cà lao, anh em nhìn xem máy bị dính ngày cà lao, vẫn còn nguyên tem của mình nhập đây. Đấy là nhiệt cảm mấy này đấy. Thì tại sao mình lại bán cái giá 1 triệu, giá 800, giá 900? Bởi vì thứ nhất, cái máy này này dành cho anh chị em nào thích mua để lấy đồ. Anh chị em hiểu chưa? Anh em chị em nhìn cái vỏ xem, cái vỏ đẹp keng, vỏ đẹp keng lại mà lại là vỏ zin, không một vết xước. Thứ hai đó là cái camera anh chị em nhá. Cái vỏ này thì anh em thay đấy, bình thường mà đi thay ở ngoài tiệm thôi ít nhất cũng phải tầm 700 đến 800 nghìn rồi. Thật sự anh chị em nhá, cái camera này mà anh chị em thay cũng phải đến tiền triệu nhá, cũng phải đến tiền triệu. Camera trước, camera sau, cắp sạc, cắp volume, bàn phím, ui trời. Nói chung là để cho anh chị em nào lấy đồ nhá, thì mình bán con này cho anh chị em là 800k. Anh chị em hiểu chưa? Riêng con này mình thề với các bạn luôn, mình mua đúng 800 nghìn. Mình bán 800 nghìn, mình không lãi 1 nghìn nào luôn. Mình bán để cho vui thôi. Đấy, anh chị em đừng hỏi là anh ơi còn có bypass được không, còn nghe gọi được không. Mình nói rõ là không nhá. 11 iCloud mua về để cho anh em giã đồ nhá. Với những dòng Samsung này, thưa anh chị em và bà con, với những dòng Samsung này thì giá chỉ tầm 600-700 thôi. Samsung gì đây, 530, 531 gì đây. Đấy, những con Samsung này nó thật sự anh chị em ạ, dành cho anh em này, Z5216 này chắc con này chỉ mấy trăm nghìn thôi. Con này chắc chỉ 600-700 nghìn gì đấy. Thì dành cho những anh chị em nào trung niên, bà con nào gọi là ông bà nào gọi là cao tuổi thì nghe gọi này, dù vào xem YouTube, TikTok, Zalo này, máy ảnh vẫn chụp được này. Đấy, thỉnh thoảng quay nén nó vẫn rất ok. Anh chị em này đây, cam trước cam sau rất ok luôn này. Đấy, thì chỉ mấy trăm nghìn thôi. Mình sẽ ghi một số điện thoại nhá, anh chị em liên hệ số điện thoại trên màn hình này nhá. Anh chị em liên hệ số điện thoại trên màn hình này để mua những cái máy cổ này anh chị em nhá. Còn số điện thoại của mình là số khác nhá. Đây số điện thoại tí mình sẽ ghim lên. Ok. À đây, iPhone 11 thường, con này nó là 11 thường quốc tế, main zin, màn GX và đã hết pin. Mình quên không sạc. Đây này, còn một con thôi. Hôm trước mình bán bọn này toàn 5 triệu 1, 5 triệu 2 thôi. Nhưng còn một con này. Thông báo với anh chị em bà con là máy này là không lỗi lầm gì nhá, full chức năng. Còn một con duy nhất thì mình để cho bà con là 4 triệu 700 nghìn đồng. Nhưng bán lỗ luôn ấy, hôm trước mình bán toàn 5 triệu 1, 5 triệu 2 thôi. Còn một con duy nhất thôi. Đây này, 11 thường rẻ này. iPhone 11 thường quốc tế 128GB. Đùa, mình vừa tắt nguồn đi làm gì không biết nữa. 11 thường quốc tế 128GB, hình thức vỏ là rất là ok. Main thì main zin, màn thì màn GX. Đấy, con này hôm trước là nó còn fake anh chị em nhá. Còn fake nhưng mà mình sửa. Nói thật sự anh chị em ạ, dạo giờ mình lười. Hồi xưa mình sửa bằng được thì thôi đấy, nhưng giờ mình lười, mình bán luôn cho anh chị em này. Bán luôn cho anh chị em này. Máy quốc tế này, phiên bản 128GB đây này. Đấy, 128GB này, Face ID này nhá, mà mình này 128GB này. Con này mình để cho rẻ cho anh chị em bà con thôi. Con này mình để cho bà con là 3 triệu 900 nghìn đồng. iPhone 11 thường quốc tế, main zin, màn GX, không fake ID, 128GB, 3 triệu 900 nghìn đồng iPhone 11 nhá anh chị em nhá. Đấy, giá rẻ chưa? Đấy, cứ bỏ mình lãi thì toàn lỗ thôi. Tiếp tục là con XR độ 13 này. Thì cái con XR độ 13 này, hôm trước con XR là mình mua là 4 triệu. Nhưng mà vỏ xấu quá mình cho anh Độ. Thì thật thực chất là hôm đấy mình không ở nhà, thì nhân viên thì mình mua. Thì nói chung là con này nó chẳng lỗi làm gì cả anh chị em nhé. Đây này, vẫn full chức năng Face ID đầy đủ này. Face ID đầy đủ này. Đây này, phiên bản này bao nhiêu ghi đây, 64GB máy Nhật nhá. À, đâu 128GB cơ anh chị em ạ này. 128GB cơ chứ không phải 64GB đâu. Đấy, này 128GB này. Ui giời, quốc tế luôn này nhá. Này, cam kiếc nó ok này. XR độ 14 này. Này, cam rất là nét luôn này. Đấy, này, cầm trước cầm sau ok. Đấy, thế thì con này thật sự anh chị em ạ, mình quá đen luôn. Vào nền trắng thì anh em không thấy gì đâu nhá. Nhưng khi vào nền đen đây này, đấy, nền đen thì có một vết bầm mờ mờ. Nó thật sự vết bầm này mờ mờ. Anh chị em nào không quan trọng đến cái này thì anh em chị em dùng vẫn rất là ok, không ảnh hưởng gì cả nhá. Thì để, con này mình để cho bà con là 4 triệu 100 nghìn đồng. XR độ lên 14 màu tím nhá.
Ok luôn, pin 79, muốn thêm pin mới là thêm 200. Để cho anh chị em bà con là 4.100.000 đồng phiên bản 128GB nhá. Còn đây mình lỗ đây anh chị em ạ. Tiếp theo chương trình này là iPhone 11 Pro quốc tế phiên bản 64GB nhá, 64GB. Cam kết với anh chị em bà con là main zin, màn zin full chức năng. Pin 100, pin mới nhá. Con này mình để cho anh chị em bà con là 6.800.000 đồng. 11 Pro quốc tế 6.800.000 đồng. Pin 100. Đây cho bà con trong con lỗ đây này. Hôm trước mình không ở nhà. Úi dồi sao xinh thế. Hôm trước mình không ở nhà. Thế nào nhân viên thì mình nó mua máy. Nó thật sự anh chị em ạ buồn quá. Không mua con máy này. Thì thực chất là sim cộ thì biết lỗi gì đâu đúng không. Bây giờ lắp sim vào nghe gọi alo belo loa liếc ok. Đấy. Thế nhưng mà nó thật sự anh chị em ạ, khi mà nghe gọi ấy thì nó mất mic. Thế nên mình khắm chứ thật sự là rất là khắm. Đây này, vẫn anh em chị em vẫn vào xem YouTube, vẫn lướt TikTok, vẫn nắp sim, vẫn 3G, 4G đầy đủ nhá. Đây này, vẫn loa liếc ok. Đây mình mở thử cho anh em chị em xem này. Vẫn loa liếc ok. Đấy. Đấy, lắp sim ok. Full chức năng nhá. Màn GX thôi. Face ID biết còn không nhỉ? Mình không biết còn Face ID. À còn Face ID. Đấy màn đẹp dã man luôn, màn GX đẹp thật sự là đẹp luôn anh chị em ạ. Face ID đầy đủ. Bán cho anh chị em giá 3.100.000 đồng. 3.100.000 đồng iPhone XS Max quốc tế nắp sim ok. Mỗi cái là khi mà gọi đấy, khi mà anh em gọi điện đấy sẽ mất mic, nhưng mà anh em dùng Zalo vẫn được nhá. Vẫn gọi Zalo được. Vẫn gọi gì Facebook được, Messenger được. Nhá, mất cái loa bên dưới. Còn đâu là ok. 3.100.000 đồng. Anh em về chơi game, chơi geek, lắp sim nó sẽ ok, gọi Facebook, Zalo ok. Nhá, 3.100.000 đồng. Con này mình mua là 4.500.000 đấy. Thì bán lỗ hơn 1.000.000. Điền, quá đen. iPhone 10, à XS Max đây. Đây, đối với những hàng main zin, màn zin thế này thì nó vẫn không hề rẻ đâu. Thay mỗi pin XS Max quốc tế, main zin, màn zin, thay mỗi pin full chức năng 5.200.000 đồng. XS Max quốc tế 5.200.000 đồng. Đối với những dòng 11 thường thì nó thật sự tầm thời điểm này thì đây nó rẻ như bèo rồi. 11 thường quốc tế màu trắng màu tím, con này là zin full, zin áp nhá, thì để cho bò con là 6.000.000 một cây, toàn pin, con là pin cao này, 6.000.000 một cây. XG độ thì thời điểm này anh em mua về chơi Tết thì quá hợp lý này, sắp đến Tết rồi. XG độ 15 Pro Max này 5.200.000 đồng một cây thôi. Phiên bản 128GB thì 5.400.000 nhá. iPhone 13 Pro này quốc tế này 128GB, zin điết đến điệt, pin 78 nhá. Hỗ trợ bà con lên pin 100%. Để cho anh chị em bà con là 11.500.000 đồng. Thay pin mới cho anh chị em luôn. 11.500.000 đồng. Ok. Đây này, 12 hàng chất đây này. 12 quốc tế 128GB này. Chất đèn chất chằn chặt luôn này. Pin 89 này anh chị em này. Quá chất luôn. 7.500.000 đồng. 12 thường quốc tế 128GB. Đấy. Tiếp tục nhá. Anh em chị em về xem về sau này. Nhiều kiểu hấp dẫn đây này. 12 Pro Max thì mình nghe nói là lên toàn 1.000.000, 2.000.000 một con thôi. 12 Pro Max quốc tế này. Zin điết luôn nhá. Mình nói thật sự các bạn ạ. Cam kết với anh chị em là main zin, màn zin nhá. Màn chưa ép kính. Đây nó thật sự anh chị em nhá, màn này cho màn chiếc kính này, con màu gold này. Trước bạn là con một con 12 Pro Max này quốc tế này. Màn zin bên zin này, vỏ zin này đẹp này. Nhưng mà cái màn nó hơi xước, nó thật sự anh chị em đây. Nó hơi xước đấy nhá, này xước này. Xước con màu vàng này thì nó hơi xước. Thì để cho anh chị em bà con là 10.500.000. Con màu trắng này thì xem nào. Không xước. Cũng 10.500.000. Màu xanh này thế nào? Cũng 10.500.000. Hôm trước mình chỉ bán 10.200.000, 10.300.000 thôi. Nhưng mà nó thật sự anh chị em ạ, giá iPhone 12 Pro Max và zin nhất này nhá, thì nó thật sự anh chị em ạ, giá 10.500.000. Mình đố các bạn mua được 10.500.000 giá 12 Pro Max hiện tại đấy nhá. Gồm 3 màu: xanh, trắng và vàng. 12 Pro Max nhá, 10.500.000 thôi. Anh chị em muốn biết thêm thông tin chi tiết thì nhắn tin trên số điện thoại cho mình. Tiếp tục chương trình này, iPhone 13 thường này quốc tế này, nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp này. Hình màn hình hơi xước một tí, nó thật sự anh chị em ạ, nó hơi xước một tí thôi, nhưng mà nó được cái là nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp này, màu trắng đây này. Đấy. Màn trắng thì màu trắng thì nó không có xước gì cả. Thì để cho anh chị em bà con là 9.500.000 thôi. 13 thường quốc tế zin điết đèn điện 9.500.000 đồng. Ok chưa? Con gì đây? À 12 Pro Max quốc tế 256GB đây, nó là hàng chất thì vẫn 12 triệu cơ. Mình giấu đi.
thì kênh của mình đa số thì nhiều người xem hàng rẻ thôi đúng không? 12 thường quốc tế đối với những cái hàng gọi là phẩy phẩy này, sức phẩy phẩy này này nhá. Nhưng mà nó được cái là nó zin up thì để cho anh chị em bà con là 7 triệu nhá. 12 thường quốc tế 128GB anh chị em nhá, 128GB đấy, 7 triệu. Đây, XG đây, zin điết là đẹp thay mỗi lưng. Đấy, 3.900.000 đồng XG. XG đối với những cái hàng XG mà nguyên zin nguyên bản nguyên đáp dành cho anh chị em là thế hàng chất đây. 4.500.000 đồng thôi nhá, hàng nguyên zin nguyên bản nguyên áp đấy, pin 85, 4.500.000 đồng. Và đặc biệt dành cho những anh em nào xích thích sự đẹp mà lại chất mà lại nhỏ nhắn xinh xắn thì đấy, thì anh chị em nên dùng cái hàng 12 mini này. 12 mini quốc tế 128GB zin điết đèn đẹp luôn. Hình thức đẹp 97-98% này nhá. Những con này thì mình sẽ để cho anh chị em là 5.700.000 đồng một cây. Anh chị em phải hiểu nó là hàng 128GB chứ không phải là hàng 64GB đâu anh chị em nhá. Hàng 128GB bao giờ nó cũng đắt hơn 64GB, 1 triệu đến hơn triệu một cây. Đây nhá, iPhone 12 mini đây. 11 thường. Thôi, vẫn đi. Cái này còn chỉ có 800.000 thôi. iPhone 7G, nói thật sự anh chị em ạ, hàng này vẫn rất là hot. Tuy nó giữ giá, vô cùng giữ giá trong cái phân khúc máy cỏ này, thế nhưng mà nó vẫn giữ giá nhá, 1.600.000 đồng một cây. Anh chị em nào thích 11 Pro Max 256GB không? 9.500.000 thôi. Mà không hiểu sao cái dòng 11 Pro Max này, mấy cái thằng XS Max này nó giữ giá kinh khủng đến vậy. Nó thật sự anh chị em bạn giữ giá dã man luôn. Đây này, à hôm trước mình có về được, hôm trước mình có về được mấy cây 12 Pro 256GB này. Dành cho những anh chị em nào thích hàng chất 12 Pro quốc tế mà lại ghi cao 256GB. 12 Pro quốc tế 256GB. Để cho anh chị em bà con là 9.500.000 đồng một cây. Vì nó 256GB chứ không phải là 128GB đâu anh chị em nhé. 128GB mình để cho bà con 9 triệu thôi. Nhưng mà nó 256GB. Bao giờ đắt hơn bản 128GB từ 1 triệu đến 2 triệu một cây. Đối với anh chị em nào loại thích hàng chất này, anh em chị em là hàng dùng hàng XS đây. XS chất lửa lửa luôn. Màu gold và màu đen. Đây nó là hàng chất chưa qua sờ ba, chưa qua ép kính, chưa qua đánh kính. Thì 4.500.000 với phiên bản 256GB hàng nguyên zin nguyên bản nguyên áp như thế này thì nó thật sự anh chị em ạ, kiếm đầu già nữa cực kỳ khó kiếm luôn. Đến quả pin cũng còn 72% pin zin thì để cho anh chị em là 5.200.000, pin mới cộng 200 nữa là 5.400.000 anh chị em nhá. 8 plus thì mình cũng còn 2 cây anh chị em nhá. Hôm trước mình có rất nhiều 8 plus, hôm nay của mình còn 2 cây thôi. Đấy, 3.300.000 đồng một cây 8 plus quốc tế zin đẹp đẹp luôn. Bảo hành cho em tất cả những mặt hàng sản phẩm đây. Anh chị em nào mua đấy thì bảo hành cho anh chị em là bà con là 3 tháng lỡ một cửa một trong vòng 15 ngày. Ok. Anh chị em nào cảm thấy hợp lý anh chị em mua nhá. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi kênh của mình.